Và cũng mới đây, Văn phòng Chủ tịch nước vừa tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước, công bố các luật được Quốc hội khóa 15 đã thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, bao gồm luật đất đai sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Và theo đó, luật đất đai sửa đổi gồm 16 chương, 260 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, trừ một số điều khoản quy định cụ thể. Đáng chú ý, luật bỏ quy định về khung giá đất của chính phủ, quy định cụ thể nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá đất, quy định bảng giá đất được xây dựng hàng năm, bảng giá đất lần đầu được công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, được điều chỉnh bổ sung từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo. Việc xây dựng bảng giá đất sẽ trên cơ sở tính theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất. Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi gồm 15 chương, 210 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, quy định về việc thành lập tổ chức hoạt động, can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể, phá sản tổ chức tín dụng. Việc thành lập tổ chức hoạt động can thiệp sớm, giải thể, chấm dứt hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc thành lập hoạt động của văn phòng đại diện Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Việc xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm các khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, có chức năng mua, bán, xử lý nợ.